khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ có chút hoa, chút cỏ, chút bình yên. Dù bạn ghé đây lúc sớm mai chiều tà, ở đây mình kể cho nghe những câu chuyện tình yêu. Mong hành trình của bạn luôn tốt đẹp. Hãy luôn yêu bản thân vì những gì đã qua và cho những gì sắp đến. Cảm ơn vì đã đến chơi với mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một trả bài liên quan đến tình yêu. Thì đó là ngay lúc này, ở thời điểm này, ở chỗ này, thì họ đang nghĩ gì, họ đang cảm nhận gì về bạn ha. Tại sao mình phải nhấn mạnh cái gọi là ở lúc này, ở chỗ này và ngay thời điểm này? Tại vì có những lúc thì sau mà gọi là sau thời điểm đó thì họ sẽ không còn nghĩ như vậy nữa ha. Có thể là như vậy, hoặc là cũng có thể là họ vẫn tiếp tục giữ cái suy nghĩ đó ha. Thì mọi người cũng đừng có cảm giác là tại sao nó lạ ha. Tại vì có những cái giống như ví dụ như là ở thời điểm đó người ta nghĩ như vậy, nhưng mà qua thời điểm khác chưa chắc người ta đã quyết định như vậy ha. Thì mình chỉ mặc định là ở cái thời điểm mà bạn coi cái trải bài đó thì cái người đó họ nghĩ như vậy. Và điều này sẽ không có đảm bảo là trong tương lai họ có nghĩ như vậy hay không nha. Thì họ có cái tâm tư gì, họ có cái tình cảm gì, họ có cái gì họ nghĩ về bạn, thì mình sẽ đọc cái đó ha. Tụ 1, tụ 2, tụ 3 mình sẽ để đáp vào sau. Xin chào các bạn, chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share và bình luận cho mình ha. Thì ngay lúc này, ở thời điểm này, ở chỗ này, thì tâm tư tình cảm của họ như thế nào? Tâm tư tình cảm hoặc là họ có muốn gì, muốn nói với các bạn ha. The Emperor, bốn tiền. Cái tâm tư tình cảm. À, bài này lên đó thì ngay cái lúc này cái tâm tư tình cảm của họ dành cho bạn á, họ muốn nói là thứ nhất á, nó liên quan đến cái việc là ở trong lòng họ, trong cái kết nối này có những cái điều nó còn giữ ở trong bụng, giữ trong lòng, còn còn cái gì đó mà có thể họ chưa kịp nói với bạn, hoặc là họ chưa nói ra với bạn. Tại vì mình không biết cái mối quan hệ của bạn với người này là đã chia tay hay còn quen nha. Thành ra mình sẽ dùng cả hai cái là hoặc là chưa nói, hoặc là chưa kịp nói. Có những điều người này dự tính, mong đợi. Có thể bản thân họ đã lên kế hoạch trước, có thể bản thân họ dự định sẽ làm, và cũng có thể là bản thân họ đã từng hoặc là đã quá kiểm soát. Tại vì The Emperor, bài của người này mang một cái năng lượng nam tính rất là mạnh, mang một cái tính rất là cứng, mang một cái hơi thở, một cái quan điểm về cái việc là bản thân họ phải giữ một cái vị thế, một cái vị trí, một cái hình ảnh. Tại vì bài của bạn này nó quá nhiều cái... mình muốn nói là cái tôi, nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn gọi là cái gì đó thuộc về cái... Tại vì một người thích kiểm soát, một người thích sở hữu, một người không thích thay đổi, một người thích nắm quyền, thì họ sẽ rất là khó để hạ cái tôi, khó để cho người ta thấy cái phần mềm của mình, khó để cho người ta thấy cái tâm tư tình cảm của mình. Giống như bạn là một ông vua thì lúc nào bạn cũng phải thể hiện là bạn oai nghiêm, bạn có uy, có quyền, có sức mạnh, có thế lực. Bạn đâu có muốn cho người ta thấy cái phần yếu đuối, bạn cũng đâu có muốn cho người ta cười nhạo, bạn cũng đâu có muốn cho người ta thấy được cái chỗ để bạn nắm thóp. Cái người này cho mình một cái cảm giác là một cái người hơi sĩ diện, hoặc là hơi hơi gồng, hơi mang tính hình tính nói hình ảnh, nhưng mà đại loại đó là một cái kiểu người hơi mang tính gọi là thể diện cũng được. Và người này có The Magician, họ muốn nói với bạn là thật sự bản thân họ cũng muốn có những cái sự thay đổi, muốn có những cái sự đổi mới. Họ cũng bắt đầu
nhận thức được cái việc là nên thay đổi. Họ cũng bắt đầu mềm mỏng hơn, thay vì năng lượng lúc trước là The Emperor. Bốn tiền tức nghĩa là người hỏng, thích thay đổi, thích nắm quyền, thích làm mọi thứ theo ý mình, thích đặt mình lên trên hết, thích cái gì là được cái đó. Thì bây giờ người này The Magician họ hiểu ra rằng có những cái mình có thể linh hoạt hơn, mình có thể linh động hơn trong cách xử lý, có những cái mình có thể thay đổi làm sao cho phù hợp, có thể có những cái mình có thể làm cho nó tươi hơn, mới hơn, có một cái góc nhìn khác hơn. The Magician cũng là một cái kiểu người họ họ có thể gọi là ứng biến, có thể nắm bắt người khác một cách cũng là nắm bắt nha. Bài của người này mình không cảm nhận một cái năng lượng của sự xuống nước, một cái năng lượng của sự nhường cái spotlight, nhường cái sân khấu cho người khác, vẫn là trung tâm, vẫn là người giữ nắm cầm, nhưng mà có một cái sự gọi là thay đổi đôi chút, hoặc là có chút thay đổi cũng được trong cái tâm tư tình cảm của người này á. Mình cảm thấy họ nhận ra rằng bốn tiền ở đây giống như là con heo này nè, có những cái đồng tiền bên trong á, nó cho mình một cái cảm giác là dù bạn là con heo hay là bạn là bốn đồng tiền, tức nghĩa là họ cảm thấy họ muốn giữ bạn lại, nhưng mà họ cũng cảm thấy có những thứ họ không giữ lại được. Nếu mà The Magician mà mình dịch là ảo thuật gia thì bạn biết ảo thuật nó là chiêu trò, nó là mình gọi là chiêu trò, hoặc là những cái gọi là người ta gọi là những cái mánh. Thì mình không biết người trong giới đó người ta gọi ảo thuật nó sẽ là những cái đó, gọi là người ta gọi là cái gì thì mình không biết, nhưng mà mình tạm gọi là chiêu trò đi. Nhưng mà ý ở đây tức nghĩa là một cái chiêu thức đi ha, một cái chiêu nào đó, một cái bí mật nào đó, một cái bí quyết nào đó. Thì người này mình cảm giác trước kia họ đã nghĩ rằng mình sử dụng những cái chiêu thức, những cái bí mật, những cái, thật ra chữ magician mình có thể dịch là manipulate, tức nghĩa là thao túng người khác, thì họ nghĩ như vậy mới là ok. Nhưng mà bây giờ mình cảm giác người này họ nhận ra một điều, rất là ảo thuật thì đôi khi mình cũng có thất bại, đôi khi mình cũng có thể làm trò là mình làm kia, nhưng mà người ta không có thích coi. Đôi khi giống như cái mối quan hệ này là một cái con người, một cái tình cảm, nó không phải là thứ để lý trí để kiểm soát. Và nhắc tới lý trí thì bài này lên, người này rất lý trí và họ nghĩ rằng tình yêu phải là một cái gì đó mà mình kiểm soát được, mình nắm bắt, mình yêu bằng lý trí và mọi thứ phải nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà giống như mình nói, tình yêu nó không phải là cái mà giống như mình đặt đâu để đó là người ta như vậy. Và mình nghĩ là người ta muốn nói với bạn đó là đã có những lúc người ta nghĩ rằng người ta đã có thể nắm bắt được, đặt để bạn được và kiểm soát bạn được, hoặc là thao túng, hoặc là thậm chí giống như là nắm quyền cái mối quan hệ này. Nhưng mà họ nhận ra rằng có những thứ không phải muốn là được ha. Đây mình cảm giác là có những cái gì đó ở trong lòng người này rồi luôn. Nó làm sao đó, giống như là kiểu giống như là ảo thuật thì đôi khi giống như nãy mình nói thất bại, nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của người này ha. Bài băng này rất là nhiều cái lá liên quan tới tính nam này nha, toàn là những cái lá của sự ít thay đổi không mà nha. Vua tiền, tám tiền là những cái lá của sự cố chấp, một tiền luôn. Bài băng này rất là mạnh năng lượng nam luôn, nguyên một đống xanh lè luôn ha, nhìn thấy là xanh xanh ngắt luôn. 8 tiền là 10 là 8 đồng tiền, như một là người sống trật tự kỷ cương, làm cái gì nó cũng theo nguyên tắc, làm cái gì nó cũng theo tuần tự, làm cái gì nó cũng có đầu có đuôi, làm cái gì sống như thế nào, yêu ra sao, sinh hoạt kiểu gì đều theo một cái khuôn. Vua tiền thì khỏi bàn, nó là vua tiền mà, là nó là người công việc của danh vọng địa vị, và mình nghĩ là cái người mà bạn đang xem là người có cái sức ảnh hưởng, có một cái quyền hạn, có một cái gì đó cao hơn bạn. Và một tiền bạn này cho mình một cái cảm giác đó là ở trong cái kết nối giữa bạn với họ, cái tâm tư tình cảm của họ có thể là giữa bạn với họ khác nhau nhiều, cũng có những cái điểm chung nhưng mình thấy cái khác nhau cũng nhiều. Và đặc biệt đó là bạn làm cho họ cảm thấy có một cái sự chuyển mình khá lớn, từ vua tiền thành một tiền, từ vua tiền là lá số 14 trong bộ tiền, rồi một tiền tức nghĩa là lá đầu tiên, nó nhảy một hơn 13 nút, tức nghĩa là bạn bạn với họ giống mà khác. Một tiền trong đây bạn nhìn đi, hình ảnh một cái con chuột đang ngồi chơi trên một cái đồng tiền, hoặc là chơi trên một cái trái banh đi ha, bạn hình dung cái hình ảnh đó bạn thấy nó vui không? Vui. Bạn thấy có sự linh động không? Linh động, tại vì trái banh mà hoặc là đồng tiền cũng được, nó tương đối linh động hơn cái vua tiền. Vua tiền ở đây hình ảnh có một ông vua, ở đây có hai con trâu, và ông này ông đứng ông cầm cái bó hoa hình đồng tiền, nó cho mình một cái cảm giác gì, ổng là trung tâm, nhưng mà tự nhiên ổng nhận ra rằng
ổng đang nhìn vô một cái bông hoa nhỏ xíu, và cái bông hoa này bạn cứ tưởng tượng là con chuột nhỏ xíu này đi. Tức nghĩa là trong cái ông này có bạn, trong trong bạn nó phản chiếu một cái gì đó mà ổng mong muốn. Tức nghĩa là ví dụ như ông này hồi đó giờ ổng luôn sống nguyên tắc, ổng luôn sống khuôn khổ, ổng luôn sống gò bó, ổng luôn sống một cái gì đó nó rất là nghiêm túc. Ổng lúc nào cũng công việc, cuộc sống, công việc, cuộc sống, công việc, cuộc sống. Hoặc là mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó chán. Thì cái người này họ nhận ra ở trong họ có một cái nhu cầu, có một cái gì đó nó ẩn bên trong. Họ muốn hồn nhiên vô tư như con chuột đang ngồi chơi trên đồng tiền. Có thể bạn mang tới cái hơi hướng đó. Có thể họ muốn nói với bạn đó là bạn mang một cái góc nhìn mới. Tại vì một tiền tức nghĩa là một cái gì đó nó mới, khác với cái của họ. À, một tiền là một cái cơ hội. Bạn có thể là một cái cơ hội, bạn có thể là một cái... một cái gì đó họ cũng trân quý, hoặc là một cái gì đó mà họ cũng cân nhắc, họ cũng thận trọng. Nhưng có thể bởi vì họ vốn dĩ là vua tiền và tám tiền, họ không có thích thay đổi, họ không có phải là cái kiểu người như vậy. Thành ra cái việc mà bạn mới quá, bạn khác với họ quá, họ không có kịp tiêu thụ. Giống như mình ví dụ giống như là hồi xưa mình không có uống được sữa, bạn nào uống sữa không đường á, sữa tươi mà không đường á, là bạn biết cái uống cái đó vô là có thể xách cái quần chạy đi liền luôn á. Thì ngày xưa là mình uống không được, thì bây giờ thì mình hoàn toàn uống rất thoải mái với cái đó, nhưng mà mình cũng chấp nhận cái việc xách quần đi rất là nhiều lần, ví dụ vậy. Nhưng mà kiểu giống như là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì mình uống vô tư ha, lúc nào cũng được. Thì cái người này kiểu giống như vậy, nhưng mà mình phải tập làm quen. Thì bạn này có vẻ giống như không không có quen kịp, bạn này tám tiền cứng quá. Thành ra trong cái mối quan hệ, trong cái kết nối giữa bạn với họ, họ cảm giác họ muốn nói với bạn đó là họ cũng muốn thay đổi, nhưng cho họ thời gian, cho họ cho họ những cái sự từ từ. Nhưng mà từ từ bao giờ thì họ không nói nha. Họ chỉ cảm giác giống như đó là tôi có thể thay đổi nhưng tôi cần thời gian. Nhưng mà họ không biết là bạn có cho họ thời gian hay không. Người này muốn nói với bạn đó là bạn thì mới quá, bạn thì lạ quá, bạn là cái gì đó nó không có giống những cái mà họ thấy. Thì mình cũng không biết bạn với họ khác nhau cái gì nhiều, hay là bạn quá chênh lệch tuổi tác, hay là bạn quá chênh lệch về tâm hồn, hay bạn quá chênh lệch về địa vị gì đó với họ. Có thể họ ở trên một cái level cao, giống như ví dụ giám đốc thì không thể nào mà đi nhỡn nhơ tung tăng được. Còn bạn thì là nhân viên hay là một cái người freelancer, bạn có thể thoải mái hơn, bạn không có thể ràng buộc, bạn không có khó. Thì cái người này với bạn, họ cảm thấy giống như là có cái gì đó để học, có cái gì đó để trao dồi, trao đổi, học hỏi. Nhưng mà mình cảm giác giống như nếu bạn có hỏi về cái người này, họ bạn có trong tâm trí, bạn có trong cái thâm tâm, bạn có trong cái lòng người này hay không, mình chắc chắn bạn có một cái vai trò đó là một tiền. Chỉ là mình cảm giác giống như là người này mình không có cảm nhận cái năng lượng của họ là một cái người biết thể hiện hoặc là có thể hiện cái gì đó ra bên ngoài. Mình thấy cái gì cũng ở trong bụng, cái gì cũng ở trong lòng, hoặc là cái gì cũng trong đầu thôi, nhưng mà mình không có thấy thể hiện ra, mình cũng không có thấy một cái sự gọi là hành động. Mình chỉ toàn thấy là ở trong bụng, trong lòng, trong ruột, trong rà không, gần như nó ở trong đó hết. Và mình cảm giác giống như là có cái gì đó ở người này nó hơi mang tính khiên cưỡng, rất là khiên cưỡng, và nó không có cho mình một cái cảm giác của một cái người họ chịu bỏ xuống mà họ chỉ muốn ôm vô, muốn gồng vô, muốn giống như người gọi là muốn người ta thay đổi vì mình, chứ không muốn mình thay đổi vì người ta. Xin chào các bạn, chọn tụ số 2 trước cho phần giới bài. Các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Thì ngay lúc này, ngay thời điểm này, tại chỗ này, thì tâm tư tình cảm của họ muốn nói gì với bạn ha. Ba gậy alpha beta carotene một cốc. Cái người tụ số 2 này á, thì cái điều mà họ muốn muốn nói, hoặc là tâm tư tình cảm của họ ở cái thời điểm này á, muốn nói đó là mình ba gãy ở đây là hình ảnh của một cái bo hoa bồ công anh, một cái hoa chín mùi với một cái hoa nó đang nở và một cái bông, một cái nụ. Nó là ba cái giai đoạn của một cái hoa đi ha, tạm gọi là ba cái giai đoạn. Nó cho mình một cái cảm giác là có một cái gì đó nó đã chuyển giao, nó đã có một cái gì đó nó xảy ra, có một cái gì đó nó đang thay đổi. Và cái cô gái trong cái bông hoa đó, cô nhìn thấy có những cái cánh hoa nó đã bay đi. Ở đây có hình một cái bàn tay, có một cái gì đó ở trong đầu mình kiểu giống như muốn chụp mấy cái bông hoa đó lại,
Và rõ ràng kế bên là một góc, tức nghĩa là hình ảnh của một con, có một con chim đang ngậm một cái đồng tiền bỏ vô cái bông hoa. Mình cảm giác là người này nói là có một cái mong muốn gì đó muốn đổi, muốn giữ. Giữ này có thể là giữ lại, giữ một cái ai đó lại, gìn giữ cũng được, là keep á, tức nghĩa là gìn giữ, hôn nó nắm á. Không biết dùng từ đảo cho, nhưng mà đại loại nói chung là muốn chụp nó lại. Chụp 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 nó lại, hoặc là giữ nó ở trong lòng. Nói chung là đừng đừng phát âm chuẩn nghe ghê quá. Kiểu giống vậy, hoặc là họ muốn túm cái đầu nó, họ bỏ vô cái túi. Thì mình cảm giác người này họ cảm thấy là trong cái trong cái góc nhìn, trong cái hình dung, có cái gì đó người này, có thể cái câu chuyện giữa bạn với người này, một là nó đã trôi đi rồi nha, nó xảy ra rồi, hoặc là nó đã có những cái gì đó nó gián đoạn, thành ra người này mới có suy nghĩ là tôi muốn chụp lại, tôi muốn giữ lại, tôi muốn keep, tôi muốn bỏ nó ở trong bụng, không, bỏ trong lòng, tôi muốn túm nó lại bỏ vô cái bông. Tức nghĩa là người này muốn cho cơ hội, hoặc là người này đang ước là mình có cơ hội, hoặc là họ muốn có một cái sự đầu tư vào cái cơ hội này ha, nhìn kiểu nào cũng được. Thì nhưng mà ở đây mình nói rồi, đây là cái suy nghĩ, cái cảm nhận của họ, cái tâm tư tình cảm của họ muốn nói với bạn thôi, chứ họ không có nói. Tại vì nếu nói rồi thì nó đã khác rồi. Thì mình chỉ cảm giác là ở cái thời điểm này, người này họ có thể họ vẫn còn còn cái gì đó ở đây, tức nghĩa là một cái tâm tư tình cảm, một cái suy nghĩ, một cái cảm giác gì đó về cái kết nối này. Tuy nhiên, trong cái cảm giác của người này có cái gì đó mình không có cảm thấy là một cái hành động, mình chỉ cảm thấy nó là cái mong muốn thôi. Giống như ba gậy là tôi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy những cái sự thay đổi, tôi thấy được cái tiềm năng, tôi thấy được cái hướng đi, tôi thấy được cái đích đến, nhưng mà đó là cái tôi thấy và tôi muốn chụp những cái đó lại. Chụp ở đây không nhất thiết phải chụp bạn, không nhất thiết phải chụp mối quan hệ, mà là nếu giả sử bạn là cái bông hoa đã bay đi, bạn là một cái bông bồ công anh mà đã, gió nó đã thổi cánh hoa bay đi rồi, thì họ chỉ biết là có những cái nó bay đi mình không chụp lại được ha, có những cái còn có thể sửa, có những cái mình có thể thay đổi. Thì mình không biết cái mối quan hệ giữa bạn với bạn này nó đang ở trong cái tâm thế nào, là đã quá muộn để thay đổi, còn có thể thay đổi, hoặc là còn có thể chuẩn bị trước những cái thay đổi. Thì dù ở tâm thế nào thì người này cũng một góc, tức nghĩa là người này mong muốn một cái tốt thôi. Tốt ở đây tức nghĩa là tốt cho đôi bên luôn á, chứ không phải là tốt cho bạn đó không. Tại vì một góc là một cái lá của sự đầu tư, sự vung vén ha. Dù là vung vén cho họ hay là vung vén cho bạn gì cũng vậy, là một cái sự vung vén, một cái tình cảm mà nó mang thuần túy thôi. Thì mình cảm thấy cái người này họ thật sự họ muốn nói với bạn đó là nếu không, à không không à, không nhất thiết phải là nếu, mà là thật sự là họ mong đợi là có một cái sự thay đổi theo hướng tích cực cho cái mối quan hệ này, cho cái kết nối này. Hoặc là giá như phải chi có một ai đó đã từng một cốc, tức nghĩa là thiệt tình, thiệt lòng, thiệt dạ, đã từng đầu tư hết tâm, hết dạ, hết tình vào, hoặc là đã từng cố gắng vun sén cho cái mối quan hệ này, chứ không có để cho mọi thứ nó trôi đi hoặc là buông lơi. Tại vì cái lá này nè, nó bạn nhìn theo kiểu nào cũng được, bạn nhìn, nếu mà bạn nhìn theo kiểu này thì là một cái hình ảnh của một cái bàn tay nó đang xòe ra theo kiểu giống như là để cho cái bông hoa bay đi, còn nếu mà mình để cái tay ngược lại giống như vậy thì nó lại là hình ảnh của một cái người đang chụp, đang níu giữ, đúng không? Thật ra nếu mà tùy theo bạn nhìn thôi, bạn nhìn bên đây thì nó là hình ảnh của thả lỏng buông lơi đi, nhưng mà bạn nhìn bên đây thì là hình của một cái gì đó cố gắng níu giữ lại. Thì mình cảm thấy trong cái suy nghĩ của người này ở đây nó không có mâu thuẫn nha, ở đây không có mâu thuẫn là người này vừa muốn giữ lại vừa muốn buông đi nha, không có. Cái mình nói là trong cái thâm tâm người này, nếu mà nó đã đi rồi thì mình chắc chắn với bạn người này sẽ để cho đi, tại vì họ cảm giác như nếu mà đi mà còn bay lại thì là của mình, còn nếu mà để cho đi mà đi luôn thì là đi luôn. Tại vì mình không có cảm nhận được cái người này là một cái người mang tính khiên cưỡng, mình cảm thấy bài của bạn này nó rất là buông, nó rất là xuôi, nó rất là thuận luôn. Tức nghĩa là nếu mà hoa đã chín mùi và đủ để bay thì cứ bay, nếu mà hoa chưa mùi thì chưa chín hoặc còn nụ thì cứ tiếp tục. Họ sẽ ở lại, họ sẽ vung xén, họ sẽ đầu tư, giống như người ta nói là, giống ở đây mình không, mình nói theo kiểu là không phải là đánh người chạy đi hay là đánh người chạy lại nha. Ở đây mình nói là người này không có khiên cưỡng, không có ép buộc cái đối phương, bạn này để cho đối phương quyết định. Giống như ví dụ mình bạn yêu nhau, bạn nói bạn muốn chia tay, ok thì cứ chia tay, bạn này không có níu kéo, không phải bởi vì không còn thương, bởi vì giận hờn ghét gì, nhưng mà bởi vì bạn muốn như vậy thành ra bạn này để như vậy, chứ không phải là bởi vì bạn này thật sự muốn là người như vậy ha. Cái này là cái tâm tư của bạn đó ha. Nhìn bài thấy quả chạy đậu quá. Death.
thấy đẹp là thấy kiểu giống như là hết cứu vậy, hoặc là cứu không được. Death ha, Pay of One và Temperance 13 với 14 luôn. Và cái linh hồn trong cái tâm tư tình cảm của cái người này á, thì nó có nhiều cái sự mình thấy bản thân người này họ biết những cái gì mà cần phải diễn ra nha. Cần phải diễn ra là sao? Ví dụ ha, ví dụ mình với bạn có cái gì đó đã từng từng như thế nào đó không cần biết, nhưng mà nó đã từng là cái gì đó thì nó mới date được chứ. Phải có cái gì nó mới date được, chứ không có tự nhiên mà date. Là ví dụ như từng quen rồi chết đi, date kết thúc cái mối quan hệ, chưa kịp quen date, chưa kịp quen mà đã ngẫm cái mối quan hệ rồi, hoặc là còn chưa kịp bắt đầu, chưa kịp thích nữa là đã ngẫm. Thì cái người này họ cảm thấy là cái điều họ muốn nói với bạn là họ muốn cứu Pay of One. Bạn nhìn thấy giống như là thần chết đang đang bay tới, giống như là muốn chụp lấy cái cây, hoặc là giống như là thần chết đang tới muốn 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 gặt hái cái cây đó cho nó chết. Thì cái thằng này nó mới nói là nó chạy đi, nó ôm cái cây đó, nó đem tới cái bà tiên. Tại vì Temperance là, nếu mà bạn nhìn trong hình đó, thì Death là thần chết, thì Temperance giống như một cái thiên thần, thiên sứ là Angel vậy đó, là cái người đi cứu. Giống như bạn nhìn đi, hai cái lá bài này rất là hay ở chỗ đó là bà này giống như là một cái vườn hoa đầy sức sống, đầy tình thương, đầy những cái gì đó nó mang tính gọi là nuôi dưỡng. Thì bên đây Death là một cái lá đỏ tươi chết ngắt, thì cũng mình hình ảnh màu sắc, nhưng mà cái thằng này nó đang chạy đi nó cứu. Thì mình không biết trong cái mối quan hệ này ai là người đã làm chết mối quan hệ và ai là người cứu sống mối quan hệ, ai là thần chết Death, ai là Temperance, ai là thiên thần. Trong hai bạn chắc chắn phải có một người đóng vai ác và một người đóng vai vậy xấu. Còn giấy tốt thì mình không biết, nhưng mà có cái gì đó nó đã ngẫm trong cái mối quan hệ này rồi, và có một cái gì đó nó cũng đã thay đổi trong cái mối quan hệ này rồi theo hướng là move on, tiến lên, tiến về phía trước. Và mình biết có một người cố và một người không cố, hoặc là ít nhất một trong hai người đã chuyển sang một cái trang mới và người còn lại đang lết lết theo cái trang mới đó. Mình không mặc định là cái chương mới này, cái trang mới này sẽ là có quay trở lại hay là kết thúc luôn. Mình chỉ cảm thấy trong cái tư, trong cái tâm tư tình cảm của bạn này muốn nói là ngày xưa đó tao là cái thằng cầm cái cây đó đó. Ví dụ vậy, bạn đó nói là ngày xưa đó tao là người cầm cái cây đó đó. Nhưng mà kiểu giống như là tao là một người muốn cứu, nhưng mà có người đã chọn cái không muốn cứu. Có người đã nghĩ rằng cái việc cứu đó là sai, có người đã cho rằng cái việc là không muốn cứu lấy cái mối quan hệ này, hoặc là có thể trong cái mối quan hệ này đã có lầm lỗi, đã có sai sót, có phạm cái gì đó mà đã cho cơ hội và đã đánh mất cơ hội. Và cái người này bây giờ giống như họ nói là, giống như ví dụ như bạn đã trao cho người ta cơ hội và người ta không trân trọng, thì dĩ nhiên cái việc mà lần sau người ta đến, người ta xin bạn cơ hội á, có người thì họ cho, có người thì họ không cho. Điều này mình nghĩ hoàn toàn bình thường nha. Mặc dù mình biết là nhiều người sẽ nói giống như là nên cho cơ hội, nhưng mà mình không ở trong tình trạng của người ta, mình cũng không biết là người ta từng cho cơ hội với cái gì. Giống như một người phản bội, có người họ cho cơ hội xong thì họ lại có một mối quan hệ rất là trọn vẹn, người yêu của họ biết sửa sai, biết hối lỗi, nhưng mà cũng có người ngửa quen đường cũ. Mình không có thể nào nói trước được hết ha. Thì mình cảm giác ở đây giống như là trong cái bạn này thôi, trong cái tụ hai này thôi, cái bạn này, bạn này bạn nó cảm giác giống như là nó không muốn cho nữa. Mặc dù trong thâm tâm bạn đó là có cả Death, cả Temperance, bạn này biết là mình nên cho, biết là mọi thứ có thể vẫn cứu được, chứ không phải không. Tại vì nếu không thì nó đã lên hai cái lá này ngược lại, tức nghĩa là Temperance ở bên đây, Death ở bên đây, là mối quan hệ này nó ngẫm luôn, tức nghĩa là dẹp, không có chuyện có lần hai đâu nha con. Bạn này là trong bụng bạn này là tại cái thời điểm này tao cho mày lần hai hoặc là lần ba, nhưng tao vẫn là một cái người rất là thận trọng. Temperance là người rất là thận trọng, giống như là ngu một lần rồi thôi, không có ngu lần thứ hai, cho cơ hội một lần rồi thôi, lần hai là lần quá đáp. Mình cảm giác bản thân bạn này tự cảm thấy là có thể bạn này phải tự vật vã để vượt qua một cái giai đoạn mà từ Death lên thành Temperance, tức nghĩa là bản thân bạn đó phải nói vui nói đùa, giống như kiểu mấy bạn nói là chữa lành đó, thì nó đã lành lại rồi. Thì bạn nào mà đã từng qua cái giai đoạn đó, bạn sẽ không muốn quay trở lại, tại vì nó rất là mệt. Thì mình cảm thấy ở thời điểm hiện tại bạn này đã lành rồi, bạn này đã ổn rồi, bạn này đã yên rồi. Giống như bạn này nói là đừng khuấy khuấy thế giới của tao lên, đừng có quậy nữa, đục nước rồi, tao mới lóng phèn cho nó trong rồi. Thì mình cảm giác là trong cái tâm tư tình cảm của bạn này đang muốn
bình yên thôi. Bạn này đang muốn một cái sự an ổn thôi. Bạn này muốn một cái người nào đó thật sự yêu thương bạn đó, giống như là một cái người biết chăm cây vậy đó. Giống như là ngày xưa cái mảnh đất của bạn này hoặc là cái tâm hồn của bạn này nó đã thối quắc rồi, nhưng mà bạn này biết vun xén, biết trồng cây trồng hoa đồ vô cho cái tâm hồn của bạn đó nó xanh tươi nó mát rồi. Thành ra bây giờ bạn này sợ sợ một cái người nào đó bước vô nó sẽ quậy banh cái khu vườn của bạn đó lên. Thì bạn đó muốn nói là nếu mà bây giờ có ai đó bước vô hoặc là nếu bạn có bước vô thì bạn phải là cái người biết chăm, chứ còn bạn vô mà bạn quậy cái khu vườn này thì bạn này nó không cần, bạn này tự biết chăm cái khu vườn của bạn đó ha. Xin chào các bạn nhân tuổi số 3. Trước khi vào phần giải bài, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình ha. Thì tại thời điểm này, ngay lúc này, ngay chỗ này, người đó có tâm tư tình cảm gì muốn nói với bạn? Ta ta tan 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 đù. Có vẻ tụi 2 với tụi 3 có vẻ vui ha. Tụi nào cũng có hai lá bài liên tục. 7 cốc Tower và The Star. Trong cái tâm tư tình cảm của bạn này nói là có những cái nó hơi, không phải là hơi trễ, hay là có những cái nó cần phải xảy ra, có những cái nó nên xảy ra, hoặc là có những cái nó bắt buộc phải diễn ra như vậy để người trong cuộc hiểu rằng như vậy là đúng hoặc là sai. Bảy cốc ở trong đây là hình ảnh của một cái cô gái, cổ ngồi ở không, cổ nhìn vô cái gương, cổ thấy cổ có 7 cái nón và cổ tự hỏi là trong 7 cái nón này cái nón nào đẹp nhất. Cô đội 7 cái lên luôn, cổ cũng chưa thấy cái nào đẹp. Thì The Tower và The Star giống như kiểu, ví dụ như mình nói thì mình nói hơi hơi kiểu hơi ghê ghê thôi ha, tức nghĩa là hơi xỉa xói, giống như mày có 6 thì mày đòi 7 cái nón nó cũng không có đẹp, nó cũng không có làm mày đẹp hơn, hoặc là kiểu giống như là có cái gì đó theo kiểu giống như là nếu mình thấy bản thân mình đẹp thì mình đòi cái nón nào cũng đẹp. The Star, The Tower là mày có 6 thì mày có đòi cái nón nào nó cũng xấu, còn The Star là nếu mày thấy mày đẹp thì mày đòi nón nào mày cũng thấy mày đẹp. Đó là hai cái chiều suy nghĩ. Thì mình cảm thấy là trong cái tâm tư tình cảm của bạn này, mình cảm giác có cái gì đó mà bạn đó muốn nói với bạn đó là nếu mà ngày đó đó, hoặc là nếu cái thời điểm đó đó, tao không đóng vai là The Tower hay là tao không đóng vai là The Star với mày á, thì có lẽ câu chuyện này á, nó đã khác rồi. Tức nghĩa là mình không biết ai trong câu chuyện này đúng hay sai cái chỗ nào hết, mình không biết. Nhưng mà bạn này, bạn đã chấp nhận cái sự thật đang diễn ra. Giống như ví dụ ngày xưa mình với bạn yêu nhau, mình với bạn thương nhau, nhưng mà mình với bạn cãi lộn xong rồi chia tay. Mặc dù mình với bạn tại thời điểm đó biết là có thể tha lỗi cho đối phương, biết đối phương vẫn còn yêu, nhưng mà quyết định nín cái họng là không có làm quà. Thì bạn này chấp nhận là ở thời điểm đó chuyện nó xảy ra là như vậy, thì bây giờ nó là như vậy chứ không có tiếc, không có nuối gì ở đây đó, không có gọi là mong ước kỷ niệm xưa gì hết đó, và cũng không có kiểu giống như là tình cũ quay trở về ha. Bạn này kiểu ok, ngày đó chuyện đó ở thời điểm đó xảy ra như vậy đó là hợp lý, là The Tower. Còn bây giờ là The Star, tức nghĩa là tương lai mai mốt tính tiếp, không phải chừng tới đó rồi tính. Nếu mà The Star, nếu là còn còn duyên, nếu là còn tình tình cảm, nếu là còn cơ duyên mang hai đứa lại với nhau thì tới, nếu hỏng thì thôi. Mình cảm giác trong cái tâm tư tình cảm của bạn này nó không có sự luyến tiếc nha. Ở đây không phải bạn này hết tình cảm, tại vì nếu hết thì không chắc chắn không có The Star đâu. Nó sẽ là một cái lá nào đó khác, hoặc là kiểu giống như bạn nó sẽ lên theo một cái tâm thế khác. Cái bạn này mình chỉ cảm giác giống như là có thể trong cái mối quan hệ này, trong cái kết nối này, những cái gì mà mấy bạn trải qua, những cái gì mà mấy bạn đã từng có là một cái gì đó mà bạn này cảm thấy vui có, buồn có. Có những cái mà bạn này cảm thấy giống như phải chi. Có những cái sự thay đổi ở cái thời điểm đó thì có thể bây giờ nó đã khác, nhưng mà bạn này hiểu được nha, bạn này thấy được hết nha, tại vì bạn này là Tower, bạn này trải qua cái chuyện đó rồi. Nhưng mà mình có thể dịch theo một cách khác nữa, đó là ở một cái thời điểm nào đó có thể bạn này chưa sẵn sàng cho cái kết nối này, hoặc là cho cái mối quan hệ này, hoặc là một trong hai bạn có ai đó đã từng phá nát cái mối quan hệ này vì một cái lẽ nào đó ha. Thành ra mình mới nói không biết là lỗi của ai, nhưng mà thôi kệ, bạn này không có quan tâm. Cái bạn này quan tâm đó là bây giờ nè, The Star nè. Cái thứ mà bạn đó mong muốn đó là một cái chương mới. Dĩ nhiên là chương mới này mình không biết là có bạn hay không có bạn, nhưng mà bạn này đã và đang ở một cái chương mới rồi, và cái chương mới này mình cảm thấy bạn này tươi hơn, khác hơn, hiểu hơn về giá trị của bản thân bạn đó, hiểu hơn về kết nối này, hiểu hơn về cái
cái thứ mà bạn đã mong đợi trong tương lai. Và bạn này có vẻ giống như là cũng hướng cái năng lượng của bạn đó vào cái mới hơn là cái cũ ha. Dĩ nhiên là ở đây mình không nói là bạn này nói là xách áo ra đi hay là rũ bỏ cái cũ hoặc là không muốn quay lại với bạn. Chỉ là mình cảm thấy là trong cái suy nghĩ của bạn này giống như là nó có một cái gì đó nó hơi giận. Mình nói thiệt là nó có hơi giận cái gì đó đã xảy ra. Nhưng mà giận cũng không để làm gì, giống như kiểu là giác ngộ rồi vậy đó. Tỉnh ra rồi, không có câu nệ cái chuyện cũ nữa. Và mình cảm giác giống như bạn này muốn nói với bạn đó là bạn cũng nên như thế. Bạn cũng nên chấp nhận đi, bạn cũng nên nhìn mọi chuyện ở một cái phương trời mới. Có những cái giống như là nếu ngày xưa không có chuyện đó thì ngày nay cũng đã không có mình của ngày hôm nay, ví dụ như vậy. Nói chung là nghe nó rất là trưởng thành, nghe nó rất là, nói chung mấy cái lời nói kia nó thì mình hiểu, nhưng mà nhiều khi mình cũng không có thích nha. Mình nói kiểu giống như là ủa ngày xưa sao không biết điều đi, đợi chi giờ nè, bài lên y chang luôn nè. Cái nết đây là cái nết của mình nè. Cái nết gọi là xỉa sói đó. Nết nhai đi nhai lại. The Hierophant, vua kiếm và The Wheel of Fortune. Tức nghĩa là sao? Trong cái suy nghĩ của bạn này, hồi nãy mình đang nói tới cái chuyện là xỉa sói với mỉa mai với móc xỉa đó. Thì thật ra giống như là mình không biết là người khác như thế nào, nhưng mà mình hay có một cái suy nghĩ đó là ủa ngày xưa mày làm sai, sao ngày xưa mày không biết không làm sai đi. Kiểu giống như là ủa ngày xưa ta đã nói như vậy rồi, ta đã dặn như vậy rồi, ta đã khuyên nhủ rồi, ta đã thấy nó có vấn đề rồi, nhưng mà sao tao nói mày không nghe. Mình hay có cái kiểu giống như vậy. Thì ở đây có The Hierophant và King of Swords, tức nghĩa là ngày xưa tao đã là như vậy, ngày xưa tao đã thấy như vậy, ngày xưa tao đã nhìn thấy như vậy rồi, ngày xưa tao đã đủ trưởng thành là vua kiếm, tao đã đủ tâm tư tình cảm, đủ tâm lý như The Hierophant, tao cũng đã nhịn rồi, tao cũng đã khuyên răng rồi như vua kiếm, là tao cũng đã cam chịu rồi như The Hierophant rồi. Nhưng mà sao nó cũng thấy ghê. Tức nghĩa là mình hay tự đặt những dấu chấm hỏi như vậy với cái người mà họ phạm sai lầm. Ủa tại sao không biết mình phạm sai lầm từ hồi xưa đi, tại sao không thay đổi từ hồi xưa đi, đợi cho tới bây giờ mới thay đổi làm gì, kiểu giống vậy. Thì mình cảm giác giống như là bạn này có một cái kiểu nhìn như vậy. Nhưng mà mình cũng được dạy, không phải mình được dạy mà là mình cũng được tìm hiểu và được hiểu là đôi khi có việc xỉa sói móc xỉa như vậy. Thật ra mình cũng không có xỉa sói hay móc xỉa gì, mình chỉ cảm thấy cái cú ở trong bụng mình thôi, chứ mình không có nói cái điều đó ra, mình gọi là cái cú. Thì mình cảm giác giống như là cái việc mà mình cứ cay trong bụng như vậy hoài nó cũng chả được gì, giống như ai mà chả phạm sai lầm, kiểu giống vậy. Nhưng mà kiểu giống như mình vẫn cảm giác ủa mày phạm sai lầm rồi mày cứ sai lầm như hoài đó hả. Thì mình cảm giác giống như là cái người này họ muốn nói là nếu mà ngày xưa ai là người phạm sai lầm thì cũng nên bỏ qua đi, đừng có cầm kiếm giống như kề cổ tao nữa, tao đã biết tao sai rồi. Giống như ví dụ như là giơ cao đánh khẽ, hãy cho tao cơ hội đánh người chạy đi không đánh người chạy lại đó. Thì mình không biết là cái tâm tư tình cảm này là cái tâm tư tình cảm của bạn đã nói với bạn theo kiểu là bạn đó là người sai hay là bạn là người sai nha. Thì dù bạn là người sai hay họ là người sai thì cái điều mà họ nói là đánh người chạy đi không đánh người chạy lại, nhưng mà hoặc là tôi đã biết sai rồi nên đừng có đánh tôi nữa, mà hãy the wheel of fortune, tức nghĩa là hãy để cho, giống như câu nói nghe rất là chữa lành, hãy để thời gian chữa lành tất cả. Nhưng không nha, câu này sai nha, thời gian không có chữa lành tất cả nha. Thời gian nó chỉ là yếu tố mà gọi là cần thôi, còn có chữa lành hay không ha, có lành hay không á là do bạn, chứ không có thời gian nữa. Có người cả đời họ cũng không có chữa được cái lành chỗ nào hết ha, và có người cả đời họ vẫn hãm như vậy. Thì mình cảm thấy ở đây á, đó là cái wheel of fortune, đó là hãy để mọi thứ tự nhiên đi rồi mọi chuyện nó sẽ lành đó. Nhưng mà kiểu giống như là ở đây có vua kiếm và có The Hierophant. Đáng tiếc ở đây là lên hai lá này nó rất là ghim. Con Hierophant là nó không bao giờ nó quên, nó thù dai lắm, nó nhớ dai lắm, để trong bụng thôi. Còn vua kiếm thì nó có thể là nó không có để trong bụng như con The Hierophant, mà nó sẽ là kiểu gì, đụng tới là nó cầm kiếm lên nó chém chóc đủ, kiểu giống vậy ha. Thì mình cảm giác ở đây là hai cái lá đều kiểu là một cái là của tình cảm, của cảm tình, của trái tim, còn một cái là của lý trí ha. Lá là Hierophant là của cái tâm tư tình cảm, còn cái vua kiếm là của 100% lý trí. Có một cái sự gì đó ở trong bụng dạ của người này, có cái gì đó nó rất là khó chịu các bạn. Mình không biết mấy bạn có thấy khó chịu không, nhưng mà cái cảm giác của cái người ở trong cuộc này nè, có một cái gì đó nó hơi khó chịu. Mình không biết nói sao, nhưng mà kiểu giống như là
mình không biết có người nào bị tổn thương mà họ không có lành không. Ở đây ý không phải là mình không thấy, tại vì mình cũng là người như vậy nên mình hiểu cái cảm giác là mình tổn thương nhưng mình không có lành được, nó khó chịu lắm, tại vì nó cứ ở trong đó nó không có ra được. Thì mình cảm giác là một trong hai người, có một người bị ghim ở trong bụng như The Habitus và một người cứ hay nói đạo lý như là Vua Kiếm, thì có thể là tâm tư tình cảm của người này muốn nói là mình chỉ cảm giác giống như là muốn nói là thôi kệ mẹ đi, dịch The Wheel of Fortune kệ mẹ đi, kệ bà nó luôn, kiểu giống như là để cho mọi thứ nó muốn ra làm sao ra, chứ tao mệt lắm rồi, giống như là trong bụng tao cũng mệt mà trong đầu tao cũng mệt, giống như trong trái tim tao cũng tổn thương mà trong cái đầu tao cũng tổn thương, tao thương tổn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài vậy đó. Mình cảm giác giống như bạn này phó mặc cho số phận, hoặc là bạn này kiểu giống như phó mặc cho đời luôn, hoặc là bạn này để cho mọi thứ nó kệ mẹ nó làm sao cũng được. Có cái gì đó ở trong trong bạn này mình cảm thấy thất vọng nhiều, mình thấy khá là thất vọng nhiều luôn á, và bạn này cảm giác giống như là không có thay đổi được. Nói chung mình có thể là mình nhìn nó hơi cấn cấn ha, có thể là mọi người có thể nhìn theo kiểu khác cũng được. Có một cái nữa đó là mình cảm giác có cái gì đó nó hơi bạn này có một cái gì đó bạn đó khó nói lắm, mình không biết là sao, nhưng mà mình thấy bạn này sẽ không nói, hoặc là bạn này sẽ chọn cách im luôn, tại vì thấy được hai là mình biết nó không có nói đâu. Nhưng mà Vua Kiếm thì kiểu giống như là, thật ra Vua Kiếm là có hai dạng nha, Vua Kiếm có hai dạng, một á, là nó thấy ở đâu nó quýnh ở đó, nó thấy ở đâu là nó lùi ở đó, nó chửi ở đó. Còn dạng thứ hai là nó thấy ở đâu là nó ghim ở đó, nó ghim thiệt là ghim, xong rồi nó kiểu giống như là nó chỉ chờ thời cơ mà không, nó không có giết đâu, nhưng mà đại loại giống như là nó không có thèm nhìn mặt tới luôn á, kiểu giống như là nhìn ở đâu là nó né đó, nhìn ở đâu là nó né đó. Thì mình cảm giác có một cái gì đó nó hơi mang tính hơi tiêu cực á. Nhưng mà có The Wheel of Fortune thì mình nghĩ là có thể là người này cũng mong đợi là tương lai mọi thiện chuyện nó sẽ nhẹ nhõm hơn, nó sẽ không có căng như nãy giờ mình giải. Họ muốn là giống như chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hoa gì rồi cũng sẽ nở, cuộc đời rồi cũng sẽ đẹp thôi, và thời gian có thể chữa lành được mọi thứ. Kiểu giống vậy, nhưng mà kiểu giống như nó cũng chỉ là cái thay đổi như mình nói vậy đó, mọi thứ rồi cũng sẽ chữa lành. Lành ít dữ nhiều.